Tiếp tục nội dung lần trước, tại thiên giới, Đế Thích Thiên cho triệu hồi Quảng Mục Thiên Vương. Lúc này Sát Tâm Quan Âm cũng đi tới, vừa định mở cửa thì đã nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra, cho biết nơi ẩn thân của Như Lai. Rất nhanh Chỉ Quốc Thiên cũng đi tới, mục đích lão tới là muốn trợ giúp Quảng Mục đuổi bắt Như Lai. Như Lai năm đó vì cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa mà giao chiến với Đế Thích Thiên, bây giờ lại còn giúp cho đám người Đường Tam Tạng. Lần này nếu như đã biết vị trí, vậy chính là thời cơ tốt nhất để đuổi bắt. Thực lực của Như Lai không tầm thường, làm người vừa điềm tĩnh vừa khiêm tốn. Hai vị thiên vương ở đây đều là người mà Đế Thích Thiên tin tưởng, đối phó với Như Lai vẫn cần phải cả hai hợp lực xuất thủ. Về phần Sát Tâm Quan Âm, vì bà nãy tình cờ nghe được từ trên miệng của Quản Mục Thiên Vương, Sát Tâm lưỡng lự suy tính. Hắn nhớ lại, năm đó hắn cùng với Như Lai có quan hệ không tồi. Trong một lần đi qua phòng nhìn thấy đống sách vở bừa bộn, Sát Tâm cũng rất nhiệt tình trợ giúp thu dọn. Hắn nghĩ rằng cả hai người đều là hộ pháp của thiên giới, là mẫu mực của chúng thần. Bất luận là điều ngữ giao tiếp, tác phong sinh hoạt đều phải làm gương mẫu. Thấy Sát Tâm sẵn lòng như vậy, Như Lai cũng rất vui vẻ. Lần này hắn chủ động tới để hỏi thăm. Nói tới chuyện Tôn Ngộ Không, Như Lai đã từng dốc hết sức đảm bảo Tôn Ngộ Không có thể hoàn thành nhiệm vụ, kết quả lại thành ra như vậy. Tuy rằng Vĩnh Hằng Chi Hỏa đã được lấy về thành công, nhưng yêu hầu lại bị Tam Nhãn Thần Tướng tru sát, đây cũng không phải là kết cục tốt đẹp gì. Nghe được điều này, Như Lai cũng cảm thán, nếu như ngày đó ông có mắt thì chuyện chắc chắn sẽ không thành ra như vậy. Như Lai cho rằng Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy thứ gì đó mà Sát Tâm chưa thấy. Khi lần nữa nghe Như Lai nhắc tới chuyện nghi ngờ Đế Thích Thiên thì hắn ta lại tức giận. Những lời này nói với hắn thì được, nhưng đừng tùy tiện nói với người khác. Nói rồi Sát Tâm khuyên Như Lai phải hành động cẩn thận. Trở lại với thực tại, Sát Tâm lần nữa cảm thán, hắn đã từng nhắc nhở Như Lai rồi, nhưng vẫn là đến bước đường này. Chuyển cảnh tới vùng Bắc Cực núi tuyết, Chi Quốc Thiên và Quảng Mục Thiên Vương đã có mặt. Quảng Mục thấy kỳ quái, vị trí trong quyền trục chính là chỗ này, sao tới chút bóng sáng cũng không thấy. Trái ngược với tính tình nóng nảy đó, Chi Quốc Thiên lại bình tĩnh hơn. Như Lai lo trước tính sau, nếu không phải lấy thần hồn hiện thân tương trợ Đường Tam Tạng, vậy thì 16 năm qua căn bản không thể tìm ra dấu vết. Không còn cách nào khác, Quảng Mục Thiên Vương lập tức sử dụng vũ lực, lão ta định lật tung nơi này cho bằng được. Thấy thế, Chỉ Quốc Thiên lại cười lớn, lão ta đã nhìn thấu nơi này, chỉ với một cái phất tay đã dễ dàng khiến pháp chân ẩn thân hiện ra. Trải qua một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Như Lai. Có vẻ là Như Lai đã biết trước thiên giới sẽ phái người đi tới, chỉ là thời gian lại nhanh như vậy, quá trình bế quan còn chưa kết thúc. Đối phó với đối thủ như lão ta hoàn toàn không thể dốc hết toàn lực được. Chuyện năm đó Chỉ Quốc Thiên còn rất nhiều chỗ không rõ, nhưng bất luận thế nào, tội danh phản loạn thiên giới của Như Lai hoàn toàn không thể thoát được. Tuy nhiên, muốn bắt giữ ông thì một mình lão cũng không chắc có thể làm được. Vừa dứt lời thì Quảng Mục Thiên Vương cũng tới, hai ngồi hai phía bao vây xung quanh. Tuy là kẻ địch, nhưng mà khi xuất hiện thì bọn họ vẫn dành thời gian để nói chuyện hỏi thăm. Quảng Mục cảm thấy thời gian những năm nay của Như Lai có vẻ khổ cực, vừa bị thương lại vừa phải trốn tránh thiên giới, cho nên đã ngỏ ý muốn giúp ông kết thúc những tháng ngày khổ cực đó. Nghe vậy Như Lai thản nhiên từ chối. Vừa dứt lời thì Chí Quốc Thiên đã bộc phát công lực, thân thể từ một lão già trông như gần đất sai trời bỗng dưng biến thành một lão già với cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân tỏa ra khí tức mãnh liệt. Bên kia Quảng Mục Thiên Vương cũng không chờ được nữa, lão ngay lập tức tung chiều, cả hai người cùng lao vào tấn công. Sau một chiêu hội đồng này, thân thể Như Lai bị bật ra ngoài, trên miệng phun ra một ngụm máu, mọi thứ xung quanh đổ nát. Khi lớp sương mù tan đi, Như Lai đã không biết từ lúc nào ngồi một chỗ Thụy Ý Thiền. Đây chính là tuyệt kỹ của ông, tâm lặng như nước, rời xa tranh đấu, tự khắc có thể nhìn rõ mọi sơ hở của đối thủ. Chỉ Quốc Thiên lao tới trước thử chiều và ngay lập tức bị khóa lại, mọi kỹ năng công kích đều bị hóa giải. Tuy ông có thể dễ dàng đẩy lui Chỉ Quốc Thiên, nhưng sau khi Quảng Mục Thiên Vương xen vào thì thế chân lại khác. Chiêu vừa rồi Quảng Mục vượt tung ra chính là kích cổ tất sát, tuyệt không thể để lão tả áp chế. Nhận thấy đang có ưu thế, Quảng Mục lần nữa tung chiều. Nhìn vào uy thế khủng bố này, Như Lai cũng cảm thấy không ổn. Ông ta chỉ còn cách lao tới đánh cận chiến. Chỉ Quốc Thiên cũng đuổi theo ngăn cản. Cả hai đấm đá kịch liệt, so đấu tay đôi 1-1 thì Như Lai hoàn toàn chiếm được ưu thế. Sau khi đẩy lui Chỉ Quốc Thiên, ông lập tức lao tới, một chiêu trực tiếp đánh bay Quảng Mục Thiên Vương ra xàm. Tuy thành công đẩy lui tạm thời hai người, nhưng thương thế của Như Lai càng nặng thêm. Chưa dừng ở đó, Quảng Mục Thiên Vương còn chiêu thức khác. Lão ta lần nữa bộc phát thực lực huyễn hóa ra một cự linh La Hán khổng lồ. Nhìn vào kẻ khổng lồ trước mặt này, nếu bị đập trúng thì chắc chắn Như Lai sẽ phải bị thương nặng, đó chỉ là trên giả thuyết. Ông lao lên tấn công trực diện, đánh cho cự linh La Hán mặt mày choáng váng ngã xuống đất.
trận chiến vẫn chưa dừng ở đó, lão một lần nữa đứng dậy. Như Lai cũng sử dụng ra chiêu thức trước đó đã từng chiến đấu với Sát Tâm Quan Âm. Nhân cơ hội cả hai người đang giằng co, Chi Quốc Thiên lên tiếng, lão sẽ là người kết thúc cuộc chiến này. Lúc này tình thế của Như Lai vô cùng nguy hiểm, toàn bộ sức mạnh đã được sử dụng để đối kháng với Quang Mục. Nếu thực sự bị đánh trúng, e rằng tính mạng sẽ rơi vào nguy kịch. Tuy nhiên, điều không ngờ tới đã xảy ra, tưởng rằng Như Lai sẽ phải về chầu với ông bà, nhưng không, hóa ra mục tiêu mà Chi Quốc Thiên công kích lại chính là Quang Mục Thiên Vương. Sau khi hứng chọn một kích chí mạng này, Quang Mục rất nhanh đã phải về với đất mẹ. Sau chuyện này, Chi Quốc Thiên lên tiếng giải đáp, đây đều là vì bảo vệ thiên giới. Nói rồi lão quay về hướng Như Lai xin thử lỗi vì đã đắc tội. Thì ra lão đã biết chuyện của Đế Thích Thiên từ lâu rồi. Đế Thích Thiên là người đứng đầu Chu Thiên, mà bản thân lão lại là một trong tứ thiên vương của thiên giới. Tứ thiên vương đã lập lời thề tận trung. Hơn nữa, mối quan hệ của lão với Đế Thích Thiên cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm. Lão tha rằng chết cũng không muốn phản bội hắn, cho nên chỉ có thể bao dung mà bỏ qua. Nhưng mà lần này, liên quan tới Như Lai cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa, lão thực sự không thể tiếp tục xả ngủ thêm nữa. Trước đó, lão từng tới yêu quái đại đạo gặp đám người Đường Tam Tạng để kiểm tra thực lực. Lão tin tưởng bọn họ có thể gánh được trọng trách này. Như vậy thì chuyện sang Ngộ Tĩnh cản trở Đường Tam Tạng cũng là do lão an bài để kiểm tra. Tất cả những điều mà lão làm chỉ được như vậy thôi. Thiên giới bị bóng tối ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Nhớ lại ngày trước, một trong số các nữ tỳ bị ám hồn giết chết, từ đó ông đã bắt đầu nghi ngờ. Ngay tại lãnh thổ của chư thần mà để cho thích khách ám hồn mặc sức làm bậy, đúng là chế nhạo. Như Lai phân tích, khả năng đầu tiên là yêu quái hạ giới quấy phá, điều này ra vào thiên giới như chỗ không người. Vậy thì bản lĩnh của chúng không hề kém Tôn Ngộ Không năm đó. Về khả năng thứ hai thì rất khó nói. Khả năng thứ nhất thì dễ rồi, trực tiếp tìm kiếm và giết là xong. Nếu như khả năng thứ hai thì tạm thời chưa có cách. Sách cổ từng ghi khiến chúng sa đọa cũng không phải là không thể. Kể từ lúc đó, Chỉ Quốc Thiên đã hiểu ra, lão cho rằng Đế Tích Thiên bắt đầu thay đổi là vào khoảng 300 năm trước và có liên quan tới trận đại chiến ở phế đô Atula. Lão hy vọng Như Lai đến đó điều tra, có lẽ có thể tìm ra được manh mối. Lời đã nói xong, Chỉ Quốc Thiên ngồi xuống chờ đợi. Chuyện bà nãy vừa làm, chắc hẳn thiên chúng đã biết, cho nên đám thiên binh cũng sắp đuổi tới rồi. Mặc kệ kết cục thế nào thì lão cũng đã có suy tính của mình. Ngay sau khi Như Lai rời đi thì đám thiên binh cũng xuất hiện. Về phần Đế Thích Thiên, lão ta vô cùng tức giận, tội thông đồng với Như Lai không thể tha thứ được. Và rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời mọi người cùng đón xem nhé! Nếu các bạn thích video này, hãy để lại cho chúng mình xin một like. Còn nếu muốn xem tiếp các video khác tương tự, thì hãy bấm đăng ký kênh cùng thông báo nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.